Ra lấy nước cho anh em uống tí. Vừa rồi ở trên này mưa à? Mưa mưa to. Mưa một tí à? À. Cháu Sự xin kính chào quý em bà cô chú anh chị. Ôi Sử cũng đi dép à em? Hả? Cũng đi dép à? Để kia rồi. Để kia. Cháu Lực xin biến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cháu Lực xin được gửi lời chào tới tất cả mạnh thường quân trong mọi nước và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Sáng nay thì cô bác, nếu mà cô bác có theo dõi cái thước phim hôm trước thì cũng đã biết rằng là cháu Lực đã thuê mấy anh em chở cái phần cắt xay này vào rồi cô bác này. Bây giờ thì ở trên nhà của ba ông cháu thì sẽ là dùng đến cái phần cắt này cô bác. Thấy có vẻ như đến tầm bây giờ thì có vẻ mưa mưa một chút cô bác này. Vừa rồi thì em Sử có nói với cháu Lực rằng là trên này mưa một chút. Hay mấy anh em ngồi nghỉ uống nước đây. Đấy. Mấy anh em ngồi nghỉ uống nước đi nhá. Ôi chỗ này còn tầm độ mỗi người 2-3 chuyến là hết rồi nhờ. Đấy 2-3 chuyến là cũng hết rồi đấy. Đây còn các anh thợ thì như video trước cô bác cũng đã theo dõi được rằng là các anh sẽ nghỉ mấy hôm cô bác, nghỉ để về nhà làm cái công việc gì thì cháu Đức cũng đã nói ở trên cái video trước rồi. Còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 người, ôi mấy người đến đâu ấy? Còn 2 người chưa về à? À thế là cũng vừa ăn cơm về ra đây rồi à? Xuống kia ăn bún rồi. Xuống kia ăn bún à? Thế Sử thì nay ăn gì Sử? Hôm nay ăn phở thôi. Phở à? Vâng. Ở đây thì vẫn còn một chút cái phần là đá sỏi này. Cái đá sỏi này thì nếu mà dùng ở bên kia dùng hết rồi thì cháu Đức sẽ vận chuyển vào tiếp cô bác ạ. Đấy, mấy nữa thì có thể tận dụng lại là để đổ vào cái phần nền sân cho nó rộng ra. Tí chở hết xong rồi thanh toán luôn nhờ. Đấy, trước khi đi vào thì cũng đã đưa cho mấy anh em một ít trước để cho mấy anh em đi đổ xăng rồi cô bác ạ. Chân của Vân đi lấy bôi thuốc tí nào chưa? Chưa à? Thế đi xuống nhà Sử lấy thuốc để bôi nhá. Đấy uống như nào hay là bôi như nào thì Sử hướng dẫn nhá. Đấy, cắt này thì vận chuyển cắt này thì mình mua nó cũng rất là đắt cho nên là mình phải hót về hết Sử nhá. Đấy gom lại vào. Đấy để không cho nó bị lãng phí cả. Ở dưới cái phần đất quá thì đừng có hót nhá. Không đất chạm bên kia thì sau này nó xay nó không tốt đâu đấy. Đây, chú ra đây uống nước. Peo chưa có vợ đâu. Chưa vợ à, vẫn thanh niên thôi nhờ. Ồ, chưa vợ là vẫn thanh niên thôi. Lúc nào có vợ rồi thì là hết thanh niên rồi đấy. Ui, bao của ca thì chắc phải tầm rơi vào tầm 70-80 cân đấy ca nhờ. Ngồi nghỉ uống nước nôi xong mọi cái rồi đi sau. Mà ăn uống rồi. Đúng rồi à? Thế cứ lấy mỗi người một pep để trong cổ xe, lúc nào mà khát thì lại uống tiếp nhá. Rau chi rau à? Rau chi rau là phải không phải đúng không? Xe vướng à? Anh với Sử gom đó nhở? Hay là bây giờ để có bao tải nhiều không nhở? Không có nhiều à? Nếu mà có nhiều thì anh hộ với Sử là lấy xúc cắt để có bao luôn, xong rồi mấy anh em chở nó nhanh. Không có nhiều bao à? À chắc là ở bên kia là mấy anh thợ chắc là cũng không có bóc nhiều cho lắm cô bác ạ, thành ra là nghĩa là không có nhiều bao. Đấy. Vừa rồi mưa ở đây có mưa to không Sử? Có. Có á? Thế đường có trơn không? Có. Đường trơn rồi à? Khô rồi bây giờ. Khô rồi à? Đấy, chỉ cần mưa một tí thôi cô bác ạ, đường là rất là trơn đấy. nếu mà được chưa thì nói như nào? Chưa tàu lo. Chưa tàu lo. Chưa tàu lo.
chi tàu la cái tàu lo cái tàu lo ừ. cái tàu lo ừ. cái tàu lo cái tàu lo à thế nhiên à, thanh niên nhớ cái này một tí nào. Đây đây, đây các em phải nói là cũng khi mà cháu Lực nói bảo là các em gom lại để trở về hết một chút thì các em cũng rất là nhiệt tình của các bạn dùng chân để gom. Thanh niên này được năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 19 rồi à? Lấy vợ chưa? Rồi á? Hai đứa con. Hai đứa con? Không, chưa có con rồi. Hai đứa con rồi. 19 tuổi đã lấy vợ, lấy vợ được bao nhiêu năm rồi? Chưa được 1 năm thôi. Chưa được 1 năm à? Vợ có con chưa? Chưa anh. Vẫn chưa có được à? À có chưa đẻ đúng không? Chưa anh ạ. À. Thế là cũng sắp làm lên chức bố đấy nhở? Chưa được anh ạ. Đấy, 19 tuổi, vợ là đang chửa rồi các bác. Chửa được mấy tháng rồi? 3-4 tháng. 3-4 tháng à? Ôi, tóc cũng bạc hết rồi nhờ? Vâng. Đùa đâu? Cũng già phết đấy chứ. 19 tuổi rồi, tóc bạc hết rồi. Cũng đủ làm bố được rồi. Đấy, ra bên này. Bố giả bán mạng, ô là này gà. Nhưng mà bán mạng, xin ngồi bán à. Thế thì lấy vợ như này thì mất bao nhiêu tiền? Mất có người mất nhiều, có người mất. Thế em lấy vợ là mất bao nhiêu tiền? Ba con. Hả? Không thế đâu. Là 30. 30 triệu á? À? Ui. Sinh đế. Nhưng mà vợ lấy ở đây ở đâu? Nàng Cút, Nàng Cút Thu Tà. À? Ờ. Vợ là được bao nhiêu tuổi? Vợ được rồi. Hả? 207. 207 à? Cái 207 là năm nay được bao nhiêu tuổi đây? 15 tuổi à? 17 chứ? 17 hay 16 chứ? Hả? 16 hay 17 rồi? 16 tuổi. Vợ là kém mình là mấy tuổi đấy nhở? Ôi ôi, thanh niên không học à? Vâng. Ở nhà thì có một người con trai là bao nhiêu người con trai? 3 đứa nhưng mà đứa em đúng vẫn lấy vợ. Vợ đứa em là lấy vợ rồi. Đứa em sinh năm bao nhiêu? 206. Em trai à? Vâng. Em trai 206 là lấy vợ rồi. 206 là được 15 tuổi. Được 17 tuổi. 206 là được 17 tuổi. Ôi, ok em. 17 tuổi là lấy vợ. Vợ thì đấy lấy lâu chưa? Hơn 1 tháng à? À thế mới lấy rồi nhờ. Ấy phải nói là các thanh niên ở trên vùng cao này các bác này lấy vợ rất là sớm đấy. À, các anh em thì lấy vợ muộn muộn hơn một chút nhá. Đúng rồi. Em thì năm nay 21 tuổi rồi. Năm nay 21 rồi à? Thế đủ thế 25 tuổi là lấy vợ được chưa? 25 là đủ tầm lấy vợ rồi. 25 đủ tầm lấy vợ à? Mũ nó kỳ đâu rồi? Tại vì hôm qua ai đeo ấy. Kìa. Ca đeo để nhà ca sao rồi? Ca đeo để nhà ca. Kìa. À. Xuống đây. Ôi, tàu chi tàu? Tàu. Tàu ra. Tàu lấy đi luôn. Tí à, cho anh chở một chuyến là được không Vân? Anh nói chung là anh cũng lái lụa ấy. Ok, anh đèo đi cũng được mà. Tí lái xe của, tí đi xe với anh kia, tí lái xe của anh. Tí em đi cùng anh. Được. Nhưng mà xe có khỏe không ấy? Khỏe. Khỏe à? Xe này là em đi làm xong là mua được đúng không? Đúng rồi. Vâng ạ, mà. Đi làm được 4 tháng, cô bác ạ. Thì mới tiết kiệm mua được một con xe về nhà. Xong là ở nhà có những công việc gì thì em ấy dùng con xe này để đi chở luôn. Đấy, vừa là mua làm phương tiện cho mình, vừa là mua để cho giúp mình có thêm những cái con xe này để đi làm.
Tối nay thì được mỗi người thêm 2-3 chuyến nữa nhờ. Cũng là hết rồi đấy. Xem nào. Được mà. Anh đã đi được không? Anh đi được mà. Ôi nhưng mà em like có một bao đây à? 2 bao. Đấy, thì đợi các thanh niên đi rồi thì cháu Đức cũng sẽ đi theo sau. Không, chỗ này đâu mà. Chỗ này mỗi người một chuyến thôi mà. Này thì chắc là phải chỗ này thì cái cát này thì để làm đổ nền thôi các bác ạ. Cái cát này thì chắc là vẫn còn được cả mấy chuyến nữa. Mai về thêm xe nữa. Ba anh em mình làm thêm 2 xe đấy nhở? Mỗi xe một ngày. Ồ, đi xe máy mệt gì đâu. Đau chân thì có đeo ủng không? Cái này đeo ủng không được đâu. Này em, này em cứ bôi thuốc vào. Trước cái xe rồi à? Đâu? Ngã xe à? Đâm đá đâu? Hả? À cái cục đá mà anh bảo em gỡ ra đúng không? Không phải á? À, trên này nữa à? Đi không sao đâu. Đặc dù xe nó cũng chỉ là cái phương tiện mà anh em mình đi lại thôi. Đi xe kia nhá, anh đi xe này cho. Ok. Ok em. Hỏi đẩy đi. À. Đi ra kia lai đi. Cứ bay xe về. Anh này lai đi. Phải đâu ạ? Có vẻ như là đường vừa nãy mưa một chút cô bác ạ, hơi trơn. Ôi, cháu chi đâu? Cắt cổ sứ ấy, không buộc chắc à? Đợi sửa một tí đã. Ấy vừa nãy thì có vẻ như là đường trơn, đường mỡ, vừa rồi thì có vẻ như là mưa các bác, thành ra là đường là bây giờ trơn trơn một chút. Đấy, nhưng mà cũng không để nối mà quá trơn, anh em không có di chuyển được. Đây tí lau xử buộc lại mới được. Đấy, cái con đường này đi thì thực sự ra cô bác này, hôm nọ thì cô bác cũng nói với cháu Lực là tại sao là không có dùng xe cải tiến. Xe ba gác để chở, nhưng mà cái đoạn đường này thì không có vừa con xe ba gác cô bác, chỉ là vừa một con xe máy để đi thôi. Đấy, hình như là chỗ này là chú này không có hiến đất, thành ra là không có đào được đi ra bên kia. Chứ không là trước kia thì bên xã hình như là cũng có kế hoạch là làm cái đường này sao rồi cô bác ạ. Đấy, trong thời gian tới thì chắc chắn là con đường này sẽ được bên xã hay là bên chính quyền người ta đổ hết bê tông cả thôi. Đấy, để cho dân người ta đi lại nó phương tiện là dễ dàng các bác ạ. Đường hơi trơn cho nên là không có dám lấy đà của bác ạ. Đấy. Có vẻ như là các thanh niên đi trước cháu Lực cho nên là đường này đi quen này, thành ra là đi rất là ok. Anh cũng ôi ôi. Ôi chỗ này có vẻ là khá là trơn đấy, đùa đâu.
ấy rồi. Máy mới có mưa một tí rồi mà. Máy mưa có một tí thôi cô bác ạ, mà đường đi đã cảm giác như là mưa rất là lâu. Họ ra đến đoạn này thì bắt đầu đi thì dễ một tí thôi cô bác này. Cái đoạn ở dưới kia thì đường rất là trơn luôn. Hay cháu nó không cần phải nói nhiều thì cô bác cũng đã cảm nhận là cái con đường này mưa này nó đi trơn như nào. Cái con đường này mà nếu mà đổ một lớp bê tông tầm độ 1 mét thôi là đi rất là ok rồi. Ở đây thì lại đến một đoạn hơi khó khóm chút, hơi xuống dốc. Kiểu lai nặng thành ra là đôi tay của mình nó bị mỏi hơn. Đấy, mặc dù mình dùng xe máy để chở thôi nhưng mà cũng rất là mỏi tay cô bác ạ. Ngày mai lại cắt lên thì mong rằng là trời sẽ nắng để cho quá trình mà anh em vận chuyển vật liệu thì nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Ôi, Sứ ơi, à Vân ơi, hôm nay này em đi đi. Chỗ này đi khó lắm. Này, từ từ, đây này, cứ ấy đi, cứ ấy đi. Đây. Phải đi rất là chắc tay và rất là quen tay thì mới lai được những cái bao cát như này các bác ạ. Đấy, các anh thợ thì cũng đã nói với cháu Lực rằng là hôm nay các anh ấy bận nghỉ mấy hôm, phải đi về nhà. Cái này á, ô xe ai nhở? Rồi cái này không vấn đề gì đâu. Mai lại là ông mới lắp thêm à? Sứ ơi, cái chỗ này tuyệt đối là không có bỏ mấy cái viên gạch ra nhá. Thầy ông thì cũng lên đây xem các cháu vận chuyển vật liệu này các bác. Đây ở đây thì không phải là gia đình là tự chở đâu, mà là thuê chở tất cả vật liệu mọi cái này đều là thuê chở hết cả cô bác ạ. Thế nhưng hôm nào không có người thì cháu được với em Sử chở được bao nhiêu thì hai anh em sẽ tự chở. Phong ngối sắc ban lớn đen rồi. Phong ngối sắc ban lớn. Đấy. Ở đây thì cô bác không có hỏi với cháu Lực rằng là cái chiều cao của ngôi nhà là bao nhiêu. Đấy thì bây giờ chiều cao đó là 3 mét rồi thì cháu Lực thu hồi cô bác ạ. Đấy, bờ xây mà gạch mà kín hết cái tường này rồi thì lúc đấy mới xây cái nóc mà thu hồi lên. Đấy như vậy thì cũng rất là cao của cô bác ạ. Đấy, thí dụ như bây giờ cô bác đang nhìn cháu Lực đứng ở đây và nhìn cái độ cái phần tường nó còn dư ra bao nhiêu. Thì cô bác nó cũng biết rồi.
mà nay sáng vẫn bóng chưa mà lô bóng từ nó sẹt này đấy, buổi tối nay thì có thể như là cháu Lực sẽ lên đây và cùng em Sử có thể ngủ lại đây luôn các bác ạ. Mất thì không có mất được nhưng mà anh em cũng phải là đề phòng một chút các bác. Và máy anh thợ cũng có rất là nhiều đồ đạc ở trong này nữa. Máy móc tất cả mọi cái. Hôm nay tụ Sử với anh em ấy. Hả? Ừ. Tao chỉ tao à. Sư à, mô bà mình không phá được xéo lông lắm à. Bà mình không phá được xéo lông lắm à. Vâng cái lạc lại thế mà. Từ từ đã, đợi đã. Đợi à mấy xe cuối này đi được thì mới đi được chứ. Chậm lắm à? Chậm thì có chia tiền ít hơn không? Có. Có? Ây dạ. Đây một tí nữa thì cháu Lực sẽ miêu tả cái hình dáng ngôi nhà cho ông một chút cô bác. Đường như này thì không sợ nữa đâu nhỉ? Không sợ rồi. Chỗ này trôn xuống 1 mét đấy, trôn như này ấy. Bằng này đấy. Nó lên đến tận đây là còn bằng này rồi. Trôn sâu lắm. Hỏi Sứ ơi, Sứ biết mà, Sứ đào mà. À bé, đắm đắc cái gì à? Đắm bằng chú vậy này à? Đắm mét đâu. Đắm thước quá. Tiếp tục đi chơi nhá. Tiếp tục đi chơi nhá, anh ở đây đón nha. Anh chỉ like được một chuyến rồi. Anh phải nói là cháu Lực like một chuyến thôi. Cảm nhận được rằng là trong cái quá trình mà anh em chở như này cô bác, mặc dù là mình xe máy, dùng xe máy để chở thôi, nhưng mà cái đôi tay của mình này cô bác này rất là mỏi khi mà mình phải cua những con đường mà nó ngòn nghèo này. Đây vừa rồi thì ông có hỏi cháu Lực rằng là sau này ở trên cái phần mái thì sẽ lập bằng gì. Cháu Lực cũng đã giải thích cho ông là sẽ lập bằng tôn sốt, tôn xốp của bác ạ. Và ông hỏi cháu Lực rằng là xây như thế này hay là cao hơn nữa. Thì cháu Lực cũng đã giải thích cho ông nghe rằng là bây giờ cái phần gạch sẽ xây bằng cái phần cột này. Rồi thì sẽ là thu hồi nóc sau của bác. Hay ngôi nhà mà rộng chiều cao tầm 3 mét thì cô bác cũng đã biết là nó rất là cao rồi cô bác ạ. Hãy đâu phải đi vậy, làm chi mà nhắc cửa sổ bác. Đấy. À bé này lên blue à, nưới nào va đổ va đổ va bê tông đổ mái hiên này nồi đổ với nồi là nưới xay tháo về nồi đấy đổ bé nồi. À bé này lên blue va năng lên 95 rồi đấy bạc túi này tay à bé này bay bay lên mi cửa sổ năng này có văn tay này ăn ba nô ăn ba nô 95 này rồi đấy còn lệ mà phần này lệ à bé này hòn bếp bay lên hòn nhà vệ sinh đấy bay lên hòn nhà vệ sinh đấy hóc à bị phốt bay rồi đấy. Hóc về này đi bộ bao giờ mặt này nổ này nó đồ hao chỉ lạp thêm. Đồ lạp bê tông thì vẫn tao đồ lạp mặt ghét thêm. Đấy. Còn ở mẹ này lên bạc tú phải đi phong. Đấy. Cửa số lên hóc ăn phong ăn cửa số. Đấy. Cửa số lên chỗ lim này ở dưới này. Đấy. Cửa số lên ở mẹ này ngang với tao luôn. Đấy. Cái này bà này khắp bài đấy, trôi chứ, tẩy phân luôn. Này sắp bà lưu xả đây mặc phá tắp nè, ăn xuân này càng nuôi, ảm ế nè. Dê cứ tắp làm tới là tao khấu nằm thì bài viên tao mà đi này. Đấy, bà lưu ảm ế bài vừa đi vừa, ảm ế bài đi vừa tao mới khoảng sân thêm, này tao mới khoảng sân thêm. Đấy. Mấy chô này bà này sắp bóng xin nâng cần cần hầm cần, tao vẫn đồ ảm ế nữa tao cần thẳng vào luôn. Sau một sân sân này răng đi một túi thôi bắt tao phải thầm tổng xã này thầm ma sử đấy để thằng văn tao vẫn ho để hôn chơi đấy. Đấy vừa rồi thì cháu Lực cũng đã giải thích
những cái thắc mắc cho ông biết rằng là cái ngôi nhà của ông sau này cái hình hài của nó sẽ như thế nào các bác. Thì thực sự ra để mà nói, nếu mà bây giờ cháu Lực đi thuê làm một cái bản vẽ mà nó mô phỏng hình 3D thì nó sẽ lại tốn thêm một cái khoản đấy, thì cái phần đấy thì sẽ không có làm nữa. Bao giờ mà làm xong nhà thì ông mới biết được các bác ạ. Đấy, thợ thì hôm nay chỉ xây đến cái phần bên này thôi, và thợ thì cũng đã bảo với cháu Lực, và cháu Lực cũng nói lên kênh cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết rồi lý do mà thợ là đi về nhà làm mà những công việc gì ấy cô bác. Đấy, đội thợ đấy thì là người ở trong cái thôn đấy, cho nên là có việc gì thì phải ở lại đấy để mà cùng thôn giúp đỡ gia đình kia, để cho gia đình kia hết cái công việc rồi thì mới lo đến cái gia đình mình cô bác. Đấy, ở đây thì không phải là nguyên nhà của các anh thợ mà đi đâu, hầu như là nếu mà nhà của các anh thợ có việc rồi thì người ta lại về cô bác ạ. Đấy, gọi là cái tình làng nghĩa xóm đối với nhau ở trên cái ở trên bản ở trên vùng cao này cô bác ạ. Bạc túi đây hốc tầm dê hốc chỉ thước à? Bạc túi hốc càng rồi bạc túi à? Cái cửa thì cháu Lực cũng làm rất là rộng các bác ạ, để sau này nếu mà mình khanh đồ đạc được vào trong thì nó cũng khanh dễ các bác. Đấy, còn kết quả cái phần cửa đấy thì sau này cô bác anh chị sẽ biết, và bây giờ thì cô bác anh chị cứ theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên ở trên kênh là ngôi nhà của bác cháu sẽ được hình thành như thế nào. Nếu mà có chỗ nào sai sót thì cô bác anh chị có thể là để ý kiến của bác ở những cái phần bình luận, và có thể gọi cho cháu Lực qua số điện thoại cháu Lực để trên màn hình cô bác. Đấy, hai cái số điện thoại đấy thì cái số 355 thì là cháu Lực sẽ cầm nhiều hơn, còn cái số 255 thì là bạn Hiệu bạn ấy cũng sẽ cầm cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì hai anh em đi làm với nhau thì cùng chung cái mục đích là đi chia sẻ những cái thước phim và đi chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao cho tất cả cô bác anh chị là cùng nhau chung tay để đóng góp, để giúp đỡ được những hoàn cảnh đấy, vượt qua những cái nỗi đau và cái khó khăn của gia đình. Phải nói nhà như bây giờ thì cái cảm xúc của ông với lại em Sử với lại em Hải thì không có cách nào để mà diễn tả nữa cô bác. Đấy, sau này thì cháu Lực cũng rất là mong hoàn thiện cái ngôi nhà thì sẽ đón được những cái vị khán giả, những cái mạnh thường quân ở trên kênh lên trên nhà ba ông cháu chơi một chuyến, hay là thăm hoàn cảnh một chuyến cô bác, cũng như là thăm gia đình nữa cô bác ạ. Đấy, phòng ngủ ấy bên đấy càng nó dễ nổ. Bên đây lấy hai thẻo à đi à? Đấy, còn mấy thanh niên kia thì đang vẫn tiếp tục ra kia để chở các bác. Đấy, hôm nay thì có thêm một chú nữa ra, gọi là hầu như là hôm nào cũng có hàng xóm của Hải với Sử với ông là đi ra bên này để xem cái ngôi nhà. Lúc ăn dân bên đây lấy hai rủ nó mà nè, một vú mọt à nó. Xì lấy hơi mọt đây lấy. Nà cái thứ vài hả? Nà cái thứ vài ăn cái đó hoàn thiện xong cái ngôi nhà thì vẫn phải tính ra là để dư để sau này mình còn mua nội thất ở trong nữa cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ ở đây đợi mấy thanh niên kia chở hết cát rồi thì cũng sẽ đưa tiền cho các thanh niên cô bác ạ. Đấy, hôm nay lên thì lên cập nhật cái tiến độ mà các anh thợ làm tới đâu rồi, và xem là các thanh niên đã chở cát vào cho cháu Lực hết chưa. Và một tí nữa thì cháu Lực sẽ thanh toán cho mấy anh em để chở vật liệu nữa các bác ạ. Thank you.
Sắp mưa đấy nhờ. Nó là thêm 2-3 chuyến nữa là hết rồi, là mưa là vừa rồi đấy. Nhưng mà chỉ sợ là ngày mai là không, anh em không có vận chuyển được vào tiếp nữa thôi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì mưa phùn đấy cô bác ạ. Có khi là chắc là mấy anh em cũng chở nốt ra chuyến này, nếu mà mai không chở được nữa, tí mà không chở được nữa thì lại ngày mai tiếp tục là chở thôi. Bên kia còn tầm độ mấy chuyến á? Tám người chờ một ngày là hết rồi nhỉ? Sáng nay thì có chờ sớm đâu. Đấy. Nhưng mà nếu mà mưa, bây giờ đang mưa này thì mai thì không chở được rồi. Nhưng mà nếu mà trời nắng thì chở được đúng không? Đấy, lại có tí hưởng nắng rồi này. Đấy, vừa mưa vừa nắng luôn đấy. Không chở nữa. Buồn đấy nhỉ? 3 xe nữa rồi mà, 2 xe nữa rồi mà. Thế phải nghỉ ngơi một hôm nhưng mới lại chở tiếp à? Cho con xe nghỉ ngơi một ngày. Ờ, thế thì cứ nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi xong thì lại chở tiếp. Xử đi vất đảm kia đôi à? Chuyến vừa rồi có thể đi hơi lâu nhỉ? Ờ. Bây giờ thì mấy thanh niên này chở xong thì cháu Lực cũng sẽ gửi tiền cho cái thanh niên luôn. Vân là để xe còn lại, xong rồi đây anh gửi tiền đâu? Đấy, trời nắng rồi, ôi ngày mai chở tốt nhỉ? Mai không mưa được đâu. Anh em cứ yên tâm là thế. Mai nghỉ ngơi một ngày, hôm ngày kia là chở nhá. Nhưng mà có ok không? À, cứ kiếm độ ở đây, như hôm nay 8 người chở thì gần hết rồi gì nữa, hết rồi gì nữa. Vân là đại diện đúng không? Đấy. Bây giờ thì anh cũng sẽ gửi Vân luôn nhá. Tôi đợi xử xuống đó. Còn một cái xẻng ở đâu Sử? Một cái xẻng ở đâu rồi? Có một cái xẻng đỏ nữa. À. Cái này gì để tạo đây mà, mấy nước đổ bê tông đến tận đây mà. Hả? Cái này là vừa rồi, anh tính 1 mét này là vừa rồi. Sư ơi, bà đây mất hết rồi. Ra đây hộ Sử nốt chỗ này nào. Bạn xem đây đâu. Rửa xe luôn ở đây à ca? Chỗ này sau này mà để chỗ này để rửa xe thì cũng ok lắm rồi nhờ. Đổ bê tông ở đây.
Đây chỗ này thì sau này để cái khoảng mà để xe là ở đây thì cũng rất là rộng rãi này cô bác này. Tất nhiên phần đâu ấy, à là đấy luôn à. Rồi xứ ở đây nào. Tha tôi xứ con ạ. Có in đây chứ. Có in mà. Hôm nay anh đổi hết tiền lẻ thôi nhá. Ô, vần này không biết là hút thuốc nào à? Có. Có à? Có gì nha. Ờ. Có mà lấy được à? Có bắt được. Còn nóng à. Mấy cái tạc à? Tạc to. Cái tạc to ha. Chắc chắc hủ là. Nhìn nhìn anh đếm nhá. Xong tí đếm lại một lần nhá. Đấy, ở đây thì anh gửi cho Sử với lại Vân thì mấy anh em đếm nhá. Vân à, Vân đếm à, đây Vân đếm, đếm đi. Đây, đếm đi. Đấy, đếm thì cái này mấy nữa tí, một tí là mấy em chia nhau đúng không? Đấy, đếm đi, tí không thiếu, tí không đủ đấy nhá. Đừng có lúc mà anh đi về xong mới bảo là gọi anh bảo thiếu tiền nhá. Thiếu lại điện đấy. Ừ. Đây không biết đâu anh chứ bỏ hà đấy. Đủ chưa? Thế đủ rồi nhá. Đấy, thế là một tí nữa đừng có gọi cho anh mà thiếu nhá. Đấy, mấy nữa, một tí nữa mấy anh em sẽ tự chia với nhau các bác. Đấy, ở đây là mấy anh em đều ai cũng lấy xe của mình đi chở cả. Cho nên là cũng phải chia luôn. Xe này thì chắc là phải đi chở xong một chuyến là phải đi bảo dưỡng một lần rồi. Nhờ. Có những con xe thì không cần phải bảo dưỡng đâu nhờ. Đấy, còn ngày mai nghỉ ngơi mừng hôm thì ngày kia nhá. Kia lại làm thêm mấy chuyến nữa nhá. Đấy, đấy còn hôm nay thì các anh thợ sẽ về và ngày mai ngày kia nữa. Thì là em buổi tối ở đây thì em lên trên này ngủ luôn nhá. Vâng. Đấy cái bạt, cái lều của anh thì anh cũng mang lên trên này. Tối thì căng lều vào sau này ngủ đây nhá. Vâng. Thì buổi tối thì có thể là nếu mà anh lên được thì anh sẽ lên cùng em trong và ngủ lại đây luôn. Vâng. Hay ở đây thì không có sợ bị mất đâu các bác, nhưng mà mình vẫn ngủ tại đây để cho nó sợ là những điều nó không may nó xảy ra ấy. Thế còn chắc có lẽ là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà con chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà con chú anh chị.